Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Giao thông. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Bắt hai lãnh đạo chi cục thuế ở Cà Mau. Ngày 8 tháng 8, theo nguồn tin của phóng viên Báo Giao thông, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Trần Ngọc Minh, chi cục trưởng và Phan Văn Hiền, chi cục phó chi cục thuế khu vực 3, cục thuế tỉnh Cà Mau. Sau khi công an khám xét nơi làm việc và nơi cư trú, sẽ thông báo với Cục Thuế tỉnh Cà Mau về hành vi cụ thể của người vi phạm. Theo điều tra ban đầu, năm 2018 đến năm 2020, ông Trần Ngọc Minh với vai trò chi cục trưởng đã cùng Phan Văn Hiền, chi cục phó, lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để thực hiện những hành vi sai phạm. Các ông này đã chỉ đạo công chức thuế đến Bưu điện huyện Trần Văn Thời nhận biên lai thuế trực tiếp đi thu thuế thay nhân viên ủy nhiệm thu của Bưu điện. Sau đó, xác nhận toàn bộ số thu nộp của công chức thuế cho nhân viên bưu điện thu để từ đó lập khống chứng từ thanh toán tiền thù lao ủy nhiệm thu, gây thiệt hại ngân sách nhà nước số tiền hơn 421 triệu đồng. Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Quá trình phát hiện đường dây tuồn ma túy từ Pháp về Việt Nam qua sân bay. Theo điều tra, ngày 15 tháng 7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội cùng lực lượng hải quan tình nghi một lô hàng từ Pháp về Việt Nam đi qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài có chứa ma túy. Tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 8 thùng hàng được đóng vào các túi hút chân không, ngụy trang trong các bịch rượu vang. Mở các thùng hàng này, cảnh sát tìm ra 97,5 kg ma túy tổng hợp. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra phối hợp với Cục Hải quan thành phố bắt giữ THT sinh năm 1995 có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội. Tiếp tục mở rộng, ngày 19 tháng 7, một tổ công tác phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ thêm hai đối tượng khác, gồm TNA sinh năm 1995 và NVT sinh năm 1998 về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trên về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Ngoài ra, cuối tháng 7 vừa qua, công an Hà Nội cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1994, quê Vĩnh Phúc do liên quan đường dây vận chuyển ma túy từ Đức về Việt Nam qua sân bay Nội Bài. Trước đó, qua soi chiếu và kiểm tra, cảnh sát phát hiện 15 kiện gồm thùng xốp đựng sữa trẻ em và 14 thùng các tông đựng hộp nến gốc gửi từ nước ngoài về. Trong đó, 14 thùng các tông đều chứa chất ma túy, ngụy trang trong các ống nến. Đến ngày 9 tháng 7, cảnh sát bắt giữ đối tượng vận chuyển số ma túy là Nguyễn Văn Đức. Tại cơ quan công an, Đức khai nhận hành vi vận chuyển số hàng cấm là hơn 34 kg ma túy tổng hợp. Bắt đối tượng cướp tài sản ở Yên Bái sau 18 giờ gây án. Theo như thông tin, vào khoảng 17 giờ ngày 7 tháng 8, chị DPA ở tổ 8, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái đang đi trên đường Quang Trung hướng ra đèn đỏ km 4. Khi đến khu vực gần khu đô thị Sunshine thuộc tổ 9, phường Minh Tân, thì bị một đối tượng đi bằng xe máy màu đỏ, không lắp biển kiểm soát, đi cùng chiều và dùng tay giật chiếc điện thoại iPhone 13 Pro đang để ở hốc đựng đồ xe máy của chị DPA. Sau đó, đối tượng bỏ chạy theo hướng đèn đỏ km 4. Chị PA đuổi theo, nhưng đến đèn đỏ thì mất dấu vết nên đã trình báo cơ quan công an phường Minh Tân. Sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát hình sự, công an thành phố Yên Bái phối hợp với công an phường Minh Tân khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy tìm đối tượng. Đến 12 giờ ngày 8 tháng 8, sau 18 giờ gây án, lực lượng chức năng đã xác định và bắt được đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản trên là Nguyễn Vi Thắng, sinh ngày 20 tháng 4 năm 1994, hộ khẩu thường trú ở khu Vũ Yến, xã Mạn Lạn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, khi đang lẩn trốn tại địa bàn xã Đại An, huyện Thanh Ba, Phú Thọ. Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an thành phố tiếp tục xác minh, giải quyết theo quy định. Gia Lai, 4 thanh niên nửa đêm vào nghĩa trang trộm thanh nhôm gắn trên mộ. Theo công an thành phố Pleiku, thời gian vừa qua, đơn vị nhận được trình báo của người dân về việc hơn 100 ngôi mộ tại nghĩa trang thành phố Pleiku, phường Ia Krin đã bị đối tượng xấu cậy phá lấy mất phần khung nhôm, xâm phạm mồ mả. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 3 giờ sáng ngày 6 tháng 8, tổ trinh sát của công an thành phố Pleiku đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Tấn Phát, sinh năm 2006, trú tại phường Trà Bá, thành phố Pleiku, đang thực hiện hành vi cậy phá lấy các thanh nhôm gắn trên các bàn thờ tại nghĩa trang. Quá trình điều tra, Phát khai nhận vào khoảng 22 giờ ngày 5 tháng 8, thanh niên này cùng Nguyễn Quang Huy, sinh năm 2006, trú tại phường Phù Đồng, thành phố Pleiku, đi đến nghĩa trang thành phố Pleiku để trộm cắp. Khi thấy ngôi mộ nào có phần bàn thờ bằng kính bọc khung nhôm thì các đối tượng dùng thanh sắt chuẩn bị sẵn tiến hành cậy lấy khung nhôm. Đến rạng sáng ngày 6 tháng 8, khi đã cậy được khoảng 20 ngôi mộ thì Phát bị lực lượng công an ập tới bắt quả tang, còn đối tượng Huy chạy thoát. Quá trình điều tra mở rộng, công an thành phố Pleiku tiến hành triệu tập thêm đối tượng Hoàng Vũ Bảo, sinh năm 2007,
trú tại phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, và Trần Minh Tú, sinh năm 2006, trú tại phường Phù Đồng, thành phố Pleiku, lên làm rõ các hành vi trộm cắp, xâm phạm mộ. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi cậy phá hơn 100 ngôi mộ tại nghĩa trang thành phố Pleiku. Hiện, công an thành phố đang tạm bắt giữ hình sự 3 đối tượng trên và tiếp tục xác minh, truy bắt đối tượng Huy để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. An Giang, mâu thuẫn trong lúc uống rượu dẫn đến án mạng. Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 21 giờ ngày 4 tháng 8 năm 2024, Nguyễn Văn Bảy cùng Nguyễn Văn Chiến, 38 tuổi, Phan Đức Tài, 49 tuổi và Hồ Phước Hạnh, 48 tuổi, ngụ cùng địa phương, tổ chức uống rượu tại nhà Nguyễn Văn Chính, em ruột Bảy, thuộc ấp Hưng Hòa, xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, An Giang. Đến khoảng 1 giờ 50 phút ngày 5 tháng 8 năm 2024, trong lúc uống rượu, Bảy và Thạnh xảy ra mâu thuẫn, Bảy dùng tay tác động vào mặt Thạnh. Lúc này, Tài đứng ra can ngăn thì bị Bảy tác động, khiến anh ngã xuống sàn nhà. Thấy vậy, Chiến đến can ngăn cũng bị Bảy tác động trúng vào mặt và bụng nên Chiến tức giận bỏ đi. Thấy Tài đang nằm ngửa trên sàn nhà, Bảy tiếp tục đến đạp nhiều cái vào bụng khiến Tài bất tỉnh. Khi biết Tài đã qua đời, Bảy đã tạo hiện trường giả do say rượu. Tài đi vệ sinh té ngã dẫn đến qua đời. Sau đó, Bảy ra đường cùng Chiến tiếp tục đi nhậu. Đến khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, Bảy và Chiến đi bộ về nhà. Tiếp đến, Bảy vào đánh thức Chiến dậy và thông báo Tài qua đời. Hoảng sợ, Chiến đến kiểm tra và điện thoại trình báo công an xã Phú Hưng. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định và bắt giữ Nguyễn Văn Bảy ngay trong ngày để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Cháu bé ở Hải Dương nhắn tin lên Tổng đài bảo vệ trẻ em khi bị bố tác động. Ngày 8 tháng 8, đại diện Ủy ban Nhân dân phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ bạo hành trẻ em. Vụ việc được phát hiện khi cháu bé bị bố tác động đã chủ động nhắn tin đến Tổng đài bảo vệ trẻ em. Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 2 tháng 8, cháu LTPT ở phường Việt Hòa đã chủ động nhắn tin vào Tổng đài bảo vệ trẻ em 111 để phản ánh về việc cháu bị bố tác động. Sau khi nhận được thông tin do Tổng đài đưa về, Ủy ban Nhân dân phường Việt Hòa đã thành lập tổ công tác xuống nắm bắt tình hình và lập biên bản vụ việc. Sáng ngày 2 tháng 8, cháu LTPA sang nhà hàng xóm chơi và có lấy trộm tiền. Số tiền không lớn mà cháu đã trả lại. Sau khi biết sự việc, anh LVP là bố của cháu PA đã tác động vào cơ thể cháu. Nghi ngờ việc PA làm là do chị gái LTPT xúi dục, nên anh P tác động vào cháu PT bằng gậy tre vào phần chân, tay và đùi. Theo thông tin cháu T phản ánh, đây không phải lần đầu tiên cháu bị tác động như vậy, mà nhiều lần bố đã chửi rủa, xúc phạm, làm tổn thương các cháu. Sau đó, tổ công tác làm việc với anh P nhưng anh này không hợp tác và cho rằng có quyền dạy dỗ con cái. Tổ công tác đã triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho hai cháu bé, đồng thời phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho anh P trong việc nuôi dạy con. Trước đó, ngày 29 tháng 6, cháu DTT, sinh năm 2013, ở thôn Quan Lộc, xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ, bị anh N là cha dượng dùng roi điện tác động, vùng tay và lưng có một số vết bầm tím. Sau khi sự việc xảy ra, cháu T đã được đưa đi bệnh viện khám. Ủy ban Nhân dân xã Tiên Động đã đến thăm, động viên cháu T, chỉ đạo các ban, ngành tiếp tục theo dõi gia đình anh N trong việc chăm sóc cháu.